đả bại Sheffield United với tỷ số của một set tennis, Arsenal khẳng định ai mới là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ngoại hạng Anh 2023-2024. Arsenal đang phô diễn một thứ sức mạnh thực sự đáng kinh ngạc ở Premier League 2023-2024. Với 6 bàn ghi được vào lưới Sheffield, pháo thủ là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất, 68 bàn, nhận ít bàn thua nhất, 23 bàn, nhiều trận giữ sạch lưới nhất, 10 trận. Nếu chỉ tính trong giai đoạn từ đầu năm 2024, phong độ của Arsenal càng khiến các đối thủ của họ ở Premier League phải khiếp sợ. 7 trận toàn thắng, ghi được 31 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Arsenal cũng là đội bóng duy nhất có 5 cầu thủ có tổng số bàn thắng và kiến tạo từ 10 trở lên tại Premier League 2023-2024. Mặc dù hiện tại Arsenal chỉ đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách giữa pháo thủ và đội đầu bảng Liverpool chỉ là 2 điểm. Đặc biệt, ở mùa giải này, thành tích đối đầu của Arsenal và hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Liverpool và Man City tốt hơn rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, Arsenal hoàn toàn có quyền mơ về một cái kết đẹp vào cuối mùa giải.